Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tài Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình sẽ đến với một cái nhân vật mà mình cũng khá là thích ha. Bé này thì thuộc dòng đó chính là Titan các bạn. Và để sở hữu được bé này thì các bạn cần phải có được đó là 4 thành viên Titan trước. Sau khi mà có được rồi thì các bạn sẽ được tặng cái bé này miễn phí nha. Wow, còn bây giờ thì anh Tài sẽ review nhẹ cho các bạn xem về nhân vật này. Ok, let's go. Mọi người hãy cùng hai anh ta đi xem thử coi cái bé này mạnh như thế nào. Wow, bộ móng vuốt huyền thoại. Bạn ấy tung chiêu và kéo đi hơn nửa cây máu. Ủa chọc, gần nửa cây máu của cái bé thuyền trưởng của mình. Wow, cây nha. Một chiêu của anh em mình thì lấy cũng được khoảng 100 mấy ha. Rồi, vị trí này. Ui, mình nhớ không là mình có cái con này nữa. Mình có thành viên này các bạn. Tên bạn đang là level 60. Một chiêu của anh em mình cũng được tầm khoảng 90 mấy ha. Rồi, pha này chắc có lẽ là mình sẽ nhờ tới bé trâu đi. Tên bạn sẽ còn lại một bé. Bé này thì rồng miệng rộng. Đó. Cái miệng thì khá là bự luôn nha mọi người. Tính tới giờ phút này thì dường như là mình thấy được cái nhân vật này là cái miệng rộng nhất luôn ấy. Chưa có cái bé nào to hơn ha. Wow, miệng rộng mà biết bay nha mọi người. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái hiệp thứ hai. Nhưng mà lần này mình sẽ mang một cái bé rồng level 70. Wow, đội hình siêu khủng luôn các bạn ơi. Đây, bây giờ anh em mình sẽ đi thử thách tên bạn xem có ai mạnh mẽ gọi là hổ báo trường mẫu giáo không. Anh em chúng ta sẽ đại chiến nghe. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với thành viên Brunei. Hai bé này giống y chang nhau, chỉ có điều là mình level 70, tên bạn thì 60 mà thôi. Wow. Rồi bây giờ thì sẽ đến với thành viên thứ hai. Bé này là rồng pháo hoa. Con này tung chiêu thôi là thấy đẹp rồi các bạn à. Vị trí này thì anh em mình sẽ đến với nhân vật, đó chính là Ngưu Ma Vương. Wow. Rồi, vị trí này thì anh em mình sẽ khèo nhẹ cái. Ui, quá tuyệt vời. Wow, ở đây thì anh em mình sẽ có được một cái chiếc rương may mắn nha. Hên thì mình sẽ được cái số lượng orbit của Legion khá là nhiều. Wow wow wow. Ở đây thì các bạn đang trông thấy ha, anh ta đang sở hữu lên đến nó là 12 12 30 37 hay các bạn. Nếu mà tính công lần là tầm khoảng 37 orbit của dòng Legend. Quá tuyệt vời. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ nghĩ nhẹ coi, đội hình tên bạn 70 là có một con. Con này thì là rồng đá các bạn. Vô kèo liền. Mới vô thôi là thấy hai con nó ngang cơ nhau rõ ràng luôn nha mọi người. Lượng máu bằng nhau. Sát thương nhân 2 giống nhau. Khác biệt ở đây. Đây, khác biệt ở đây là team mình còn thêm cái thành viên trâu này nữa. Ngu Ma Vương. Có rất là nhiều bạn thích cái thành viên trâu cho nên hắn ta mới review lại nhân vật này. Anh em nào thích con rồng nào nữa thì nhớ đại lại bình luận bên dưới video nha. Để hắn ta sẽ review theo yêu cầu của mọi người ha. Còn bây giờ với sức sát thương của Ngưu Ma Vương, anh em mình tung hoành gọi là ngang dọc các bạn. Không ngán bất kỳ nhân vật nào. 50, 45, 45. Wow, ca này thấy có bộ thú vị đây. Ở đây thì anh em mình lụm luôn đi ha. Đội hình này mình thấy cũng khá là thích đấy. Rồi, vị trí này sát thương anh em mình đang được tăng gấp đôi. 185. Rồi, chỗ này thì sẽ đến với tuyệt chiêu mặt trời. Wow wow wow. Rồi, chỗ này thì sao đây? Bé này khè lửa ha. Khè là mình thấy căng rồi. Cố lên. Wow, victory. Và không cần nhờ đến sự xuất hiện của nhân vật Titan, anh em mình vẫn hạ gục được đối thủ ha. 55 70. Ui, 50. Tên bạn có một nhân vật thuộc dòng Titan. Rồi, tới công chuyện luôn.
cho hai con Titan gặp nhau cho nó máu lửa nè. Đâu rồi? Trâu mũ của lão con này không phải trâu mũ phan này là ngu ma vương. Đây, tấn công. Anh em mình xem thử hiệu ứng của chú ấy nha. Khi tấn công thì cất cái giáp đi rồi mới tấn nha các bạn, chứ không có cầm cái giáp mà lao thẳng lên đối phương mà xúc được đâu nghe. Rồi anh em mình đã phá giáp thành công của tên bạn rồi. Tên bạn cũng đã lấy đi cái giáp của tên mình. Hai con đã không còn giáp nữa. Bây giờ thì bắt đầu sắp lá cà. Tới công chuyện luôn. Rồi, bé này thì là level 70 nè mọi người. Đây, lượng đam đến từ nhân vật này thì không đùa được đâu nha. Và bây giờ anh em mình sẽ đến với... Wow. Rồi, cố lên cái nè. Pha này mình lụm nhẹ với Tichu Squad ha. Noisy, đây là thành viên cuối cùng của team bạn luôn. Con này thì thuộc dòng Heroic và đây sẽ hỗ cho mình tới hai ngôi sao. Wow, ôi bế luôn cái thành viên level 70 của mình à. Ôi chà, cay nha. Rồi bây giờ thì anh em mình hy sinh hết một con rồi. Lần này mình sẽ nhờ tới thành viên khác. Lần này sẽ đến bé rồng đá. Bé rồng đá này thì mình cũng khá là thích chú ấy, cho nên mình đẩy luôn cái skin của chú ấy về. Cái skin này mình mua với giá là tầm khoảng 60 viên game nha mọi người. Nhìn cũng khá là đẹp ha. Rồi, chúng ta sẽ đến với Tichu Warfish. Lượng máu tem bạn còn tầm khoảng 61. Vị trí này thì chắc có lẽ là mình sẽ cho cái con Ngưu Ma Vương này ra. Đây, bé Vương này đấu thì cũng khá là ngon. Rocko tầm khoảng 50. Nhân vật tiếp theo thì tầm khoảng 45 ha. Wow, đây là nhân vật Heroic mới nè mọi người. Nhìn có đẹp không chứ hả? Wow, vậy là anh em chúng ta lại đưa tên bạn đi du lịch một lần nữa rồi ha. Ngon lành chưa? Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ ra ngoài nghía nhẹn cái. Anh em nào chưa biết cách làm nhiệm vụ thì các bạn có thể ghé vào cái trang web của mình là trang hntchannel.com để xem cũng như là cập nhật cái cách làm nhiệm vụ của sự kiện nha mọi người. 1, 2, 3, đó. Rồi, ở đây mình xong được một cái nhiệm vụ nữa nè. Hiện tại thì mình đang có được tập khoảng 168 điểm. Đó, Hante này ít cài các bạn, ít cài cho nên nó là các bạn sẽ thấy cái số điểm của mình nó khá là thấp. Rồi đây mình sẽ kéo một đường ngang lên, chúng ta sẽ nổ được 3 đường. Wow. Và đây là cái bé rồng đầu tiên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái thành viên thứ hai, đó chính là một cái bé thuộc dòng đó là VR. Wow, con này thì nhìn đẹp hơn nha. Rồi, cố lên, cố lên. Để tự nhiên cứu kỹ lưỡng coi có cái nào anh em mình lấy được ngôi sao năm cánh không. Nhìn khó quá. Rồi, vị trí này thì chúng ta sẽ có một cái đường đứng. Ui, khoan, khoan, khoan. Chỗ này các bạn. Nhưng mà nó không có cái nào để đi cái đường đứng lên hết. Nó không có đường để anh em mình đi các bạn à. Cay quá luôn. Rồi, từ từ, từ từ, cơ hội biết đâu lại có. Ui, sa rác à. Và đây là cái món đồ từ sa rác các bạn à. Ok, tới luôn. Rồi, vị trí này thì anh em chúng ta sẽ cố gắng nha. Đây chỉ còn cách là cố gắng kiếm ngôi sao năm cánh thôi. Và mình cũng đã lên được tên level 3 rồi các bạn ơi. Wow. Ở đây thì anh em mình có thể ra thu hoạch nha. Đây. Anh em mình ra thu hoạch và mình đang cần một cái lượng. Mình đang còn một cái lượng vàng. Để mình sẽ đi mua thêm một cái nhà nữa ha. Một cái môi trường sống cho Dragon đó các bạn. Cái môi trường sống đó là nó tốn tầm khoảng là 30 triệu vàng. Anh em mình thì hiện tại đang không đủ. Rồi, cuối cùng cũng đã đủ rồi. À, đâu rồi, đâu rồi, cái nhà đó đâu rồi. Đây, mình sẽ đem cái này mình đem cất. Store, sell, store là đem cất. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vô mình mua tiếp. Đây, để anh em mình sớm lên cấp các bạn. Hiện tại mình đã lên được tới cấp 97 rồi. Giờ là mình không đủ vàng để mình có thể mua những cái môi trường sống cho rồng.
Giờ là hắn ta còn phải cố gắng thôi. Đó. Ok, và các bạn ơi, mọi người thích hắn ta review về bé nào thì đừng quên comment nha, để hắn ta còn biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.